ngày 17 tháng 9, ông Phan Thanh Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Tuyên Hóa cho biết, lúc 11 giờ trưa ngày 17 tháng 9, hơn 30 công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng là đổ bê tông mái tầng 3 của Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, thì dàn giáo rung lắc và sập, khiến một công nhân bị bê tông phủ lên người, bị thương. Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa cho biết, sự cố sập dàn giáo là vụ việc đáng tiếc, may mắn không gây thiệt hại về người. Huyện đang chỉ đạo khắc phục sự cố, thăm hỏi công nhân nằm viện. Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa được xây dựng với kinh phí 50 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Trương, đóng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.